Ok xin chào tất cả các bạn nha thì trong video ngày hôm nay mình sẽ học đến cái bài là bể chứa nước cho các bạn Ok thì trong cái bài này trong bài bể chứa nước này mình sẽ có bốn cái nội dung như sau cái nội dung đầu tiên là mình sẽ nói mục đích của cái bể chứa nước này để làm gì trong cái thiết kế nha trong công trình của mình thì bể chứa nước nó sẽ có chức năng gì rồi cái nội dung thứ hai đó là thể tích bể thì mình sẽ tính như thế nào đó. làm sao mình tính được cái thể tích bể đó ở trong cái công trình như thế và tùy theo các loại công trình thì mình sẽ có những cái thể tích bể khác nhau nha rồi tiếp tục đến cái nội dung thứ ba là lưu ý khi thiết kế bể thì mình lúc mình thiết kế bể thì mình cần lưu ý những cái gì và nội dung cuối cùng đó là lựa chọn phương án cấp nước nha rồi bắt đầu luôn đây thì đầu tiên cái mục đích của cái bể trữ nước này là nó cấp nước cho sinh hoạt thôi nha các bạn chủ yếu mục đích của nó là cấp nước cho sinh hoạt ở trong các tòa chung cư thì sẽ có một cái bể trữ nước đó thì mục đích của bể chứa nước này là cấp nước cho đến tất cả các căn hộ trong cái tòa chung cư đó để họ sử dụng vậy thôi tiếp tục là thể tích bể được tính toán như thế nào thì các bạn cần lưu ý là cái bể này sẽ trữ tối thiểu trong một ngày nha và cái này nó theo tiêu chuẩn nha các bạn tiêu chuẩn Việt Nam 332006 bản 1.1 chứ không phải là mình tự đặt ra ok đây thì trong cái bảng này nó sẽ nói như sau hệ thống cấp nước sinh hoạt của điểm dân cư đến 5.000 người có nghĩa là từ 5.000 người trở xuống nha và của các đối tượng dùng nước khác được phép giảm lưu lượng cấp nước không quá 30% trong 15 ngày và ngừng cấp nước trong một ngày đó tối thiểu là nó phải chứa được trong một ngày để khi mà có sự cố ngừng cấp nước thì cái lượng nước đó vẫn tiếp tục cấp được cho cái khu căn hộ nha đó chú ý thì ai hỏi thì các bạn cứ nói đến cái tiêu chuẩn xây dựng 3B2006 bản 1.1 nha Tiếp tục Chữ tối đa trong 2 ngày Thì theo mục 9 10 tiêu chuẩn xây dựng 3B2006 Đó Thì đây á, mình có nói đây 9.10 này Bẻ chứa nước ăn uống sinh hoạt và đảm bảo lưu lượng lưu thông trong thời gian không quá 48 giờ và không nhỏ hơn 1 giờ Đó. À, không quá 48 giờ một ngày là 24 giờ, 48 giờ chính là 2 giờ nha. Thì cái này các bạn lưu ý một cái là nếu không có gì đặc biệt thì thiết kế một ngày nha bể chứa một ngày còn nếu khách sạn sang họ muốn yêu cầu thêm thì mình làm cho họ thành hai ngày nha ok nha các bạn rồi ở đây là một cái ví dụ ví dụ là mình tính ra được cái quy sinh hoạt là cái tổng lưu lượng đó thì đây có khách sạn là 300 người tiêu chuẩn là 200 lít trên người ngày đêm thì tính toán được lưu lượng là mình chỉ cần lấy cái con số số lượng người đại nhân với cái tiêu chuẩn là nó sẽ ra được cái số sở tích nha thì đây 60 thì tất cả những cái này mình cộng lại thì sẽ ra được cái con số này rồi tiếp tục lưu ý quan trọng về bể trữ nước nha đầu tiên là bể chứa phải được thiết kế hai ngang mục đích để hai ngang là để cấp nước liên tục khi bảo trì sửa chữa có nghĩa là lúc mà mình bảo trì thì mình vẫn có một cái ngăn kia để mà mình sử dụng nha rồi bể chứa nước máy thể tích không quá 25 mét khối thì cái bể nước máy tối đa là các bạn phải 25 mét khối không được lớn hơn nữa nha thì trong mục 8.1 TCVN 4513 1988 họ quy định như thế thì mình phải làm theo tiêu chuẩn nha các bạn cái thứ ba đó là thể tích trữ nước khi tính toán là thể tích hiệu dụng còn khi mà thực tế thì cần cộng thêm 20 phần trăm hoặc là nhân với hệ số 1.2 thì cái này để làm gì các bạn cái này để là mình chứa những cái quan cái phần dư ở phía trên của cái bể đó là mình sẽ để những cái quan cho nó không có bị ngập van nha rồi ví dụ thể tích tính toán là 100 thì thể tích thực tế mình thiết kế là mình phải cộng thêm 20 phần trăm là cộng thêm 20 mét khối là thành 120 mét khối nè rồi đáy bể thì cần có độ dốc không nhỏ hơn một phần trăm về phía ống xả hoặc là hố thu cạnh đó, nó sẽ có một cái hố thu cạnh và sẽ có độ dốc ở đáy bể nha ở đáy bể để nước nó chảy vào đó cạnh nó chảy vào trong cái rốn đó nha rồi bố trí ống thang leo lộ thâm theo 8.13 và 8.14 TCVN 45131988. Rồi, bây giờ mình sẽ trích những cái mục này ra nha. Đây. Thì trong cái tiêu chuẩn TCVN 45131988 nè Ở đây họ nói là trong mọi trường hợp đây này nha, cái mục uh, thứ nhất là mục là uh, 8.1 này. Mục 8 là kết nước áp lực và bể chứa nước này nha. Thì ở đây họ nói là trong mọi trường hợp dung tích các nước áp lực không vượt quá 20 đến 25 mét khối thấy không? Đó. Nếu mà vượt quá thì mình phải chia nhỏ ra mỗi két phục vụ trong một khu vực cấp nước xác định. Nói chung là phải chia nhỏ ra. Đó. Vì sao? Vì khi xảy ra động đất á, nếu một két lớn nó sẽ xé ra và lượng nước đã đổ xuống phía dưới làm ngập luôn sàn và thang máy rất nguy hiểm nha. Đó. Ở đây mình sẽ có ví dụ là 100 mét khối thì mình sẽ chia 5 bể hoặc là 4 bể tương đương mỗi bể là 20 đến 25 khối. Ok chưa? Đó, thì trong tiêu chuẩn 45131988 18.1 họ quy định như vậy nha các bạn. Rồi. Đây là một cái trích dẫn tiếp theo. Đây là trích dẫn tiêu chuẩn là cũng 45131988 nè, về cái việc bố trí ống là thang leo lộ thâm nè. 18.13 và 8.14 18 thì họ nói về cái điều này. Đó, bây giờ mình sẽ đọc hết nha. 18.13 là bệ chứa có thể xây dựng bằng bê tông cốt thép hay gạch. Nói chung là bằng bê tông cốt thép. Vật liệu dùng được quy định theo dung tích của bể tình hình địa chất thi công, tình hình nguyên vật liệu địa phương, đáy bể phải có độ dốc đó, không nhỏ hơn 1% đó, các bạn phải chú ý cái chỗ đây đáy bể là phải có độ dốc nhỏ hơn, không nhỏ hơn 1% về phía hố thu nước nha. Đó. Rồi 18 14 của cái TCBN 45131988 này thì nói về bể chứa nước có thể thiết kế theo dạng hình tròn là hình chữ nhật này, đặt trong nhà, hãy ngồi nhà, đặt nổi hay ngâm tùy địa hình, tùy địa hình mà mình thiết kế nha. Bể chứa phải được trang bị là ống cấp nước vào bể này là một cái này, rồi ống hút một cái ống cấp nước vào bể xong một cái ống hút ra khỏi bể hay ống phân phối nước ống dẫn nước tràn và các cái ống xả tràn để khi mà ngập tới mực nước đó thì thì nước nó sẽ theo cái ống này là chạy ra rồi ống sẽ nước bẩn thước báo mực nước ống thông hơi thang và cửa ra vào bể nói chung là một cái bể chứa nước phải có những cái đối tượng này nha phải đầy đủ nha thì trong 18. 8 13 8.14 nói về cái, cái điều này Ok, thì trong bài hôm nay là mình hướng dẫn các bạn đến những cái nội dung này trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn nốt những cái phần còn lại luôn nha rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.